Xin chào tất cả các bạn, mình là bác sĩ Hương, hiện đang công tác tại khoa nấn chỉnh trực thuộc nha khoa Thùy Anh. Hôm nay thì mình sẽ tiến hành tháo mắc cài cho bạn bệnh nhân của mình sau khoảng thời gian là 2 năm đúng không? Dạ vâng. 2 năm gắn bó với mắc cài. Thì chúng ta sẽ cùng xem lại cái hành trình cũng như là những cái di chuyển răng của bạn trong cái hành trình 2 năm đấy nha. Mình cùng quan sát một chút đặt nhá. Thì ban đầu em đến với chị là cái tình trạng là khớp cắn nó bị hở ở vùng răng sau nhiều, nữa là chen chúc khớp khẩy. Thì kế hoạch của mình đưa ra là mình sẽ nhổ hết tất cả các cái răng số 8 của em. Thứ nữa là mình sẽ sử dụng 4 vít để mình kéo lui để vừa sắp đều và vừa giảm hô, cũng như tạo cái khớp cắn đúng. Thì ở vùng răng trước thì có thể thấy là trước đây cái răng khá là chen chúc khớp khẩy, thì bây giờ nó đã được làm đều rồi. Hiện tại cũng còn mấy cái vít mà chị dùng để kéo cái răng của em. Đó, mình cùng quan sát ở cái khớp cắn mặt bên. Thì trước đây em có bọc sứ ở một số cái răng. Thì cái răng hàm trên ấy, do là cái khớp nó không có chuẩn ấy, thì ví dụ như ban đầu em làm răng dưới thì người ta làm cho thấp, sau đó mình lại làm răng trên, cái răng sứ bên trên thì người ta lại làm chồi nó xuống. Thì bây giờ chị đã căn nó bằng một cái dây cung để mình lún nó lên, sau đó thì mình làm phẳng lên. Có cái răng dưới này thì mình đã hàn nó lại để sau này mình làm một cái phục hình nó cũng có cái kích thước tương tự với nhau. Đó, để cho tránh cái răng trên trồi. Cũng tương tự bên đây thì trước đây cái khớp cắn ở phía bên này của em là cái hàm dưới ấy, nó ra bên ngoài. Xong cái hàm trên ở bên trong thì chỉ có một thời gian chị cho em đeo chun này, cũng như mình kết hợp với lại mình sử dụng vít cũng như dây cung để mình nâng rộng ấy, thì cái hàm trên bây giờ nó đã phủ với cái hàm dưới, nó tạo khớp tốt hơn, đặc biệt là cái lồng múi như thế này nha. Đó, đấy, cái lồng múi nó rất là tốt để giúp mình ăn nhai tốt hơn nha. Đây là cái khớp cắn mà khi mà mình chị chụp trực diện từ phía trên cung hàm xuống thì em có thể thấy là cái cung hàm trên nó bị biến dạng do là nó bị hẹp ở hai bên. Thì mình có sử dụng cái dây cung diamond để mình nong rộng ra, thì cái cung răng của em nó khá là rộng này. Đặc biệt là hàm dưới thì trước đấy là nó bị nhọn ra phía trước, rồi là chen chúc khớp khẩy. Thì sau đấy thì mình đã nhổ những cái răng số 8 ở bên trong để mình kéo lui vào bên trong, cũng như là mình nong rộng cái cung hàm của em ra. Thì với cái hàm răng như này thì mình cùng quan sát xem là ở ngoài mặt nó như thế nào nhé. Ngoài mặt có thay đổi gì không? Đó. Thì trước đây là cái môi của em nó nhô ra trước khá là nhiều. Mặc dù là mũi của em cũng khá là cao nhưng mà cái môi nó vẫn nhô ra. Thì hiện tại là bây giờ cái môi nó cao hơn, cái góc này nó vuông hơn này. Cái góc giữa chân mũi và cái môi trên. Thì trước đây nó hình nhọn ấy, hình nhô. Thế vì mình kéo lui vào bên trong nó phẳng hơn nhá. Đó. Thì môi nó cũng đỡ bị nhô ra phía trước nha. Đấy, nụ cười thì em có thể thấy là nụ cười ngày xưa của mình là cái hành lang hai bên đến cái khoảng đen nó nhiều, thì nhìn cái nụ cười nó không có được, nó bị nhô ấy. Thì bây giờ mình đã nong rộng ra, nó tạo ra một cái nụ cười theo cái hình vòng cung của cái đường viền môi trên. Thì đây là cái nụ cười khi có mắc cài, khi mình tháo ra thì mình sẽ thấy nó sẽ hài hòa hơn này, nó tự nhiên, nó đỡ vướng hơn nhá. Đó. Đấy, có thấy thay đổi không? Đây là thanh niên 2 năm trước, còn đây là bây giờ nhá. Đó. Thì bây giờ chị sẽ tháo mắc cài cho em nhá. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình tháo mắc cài rồi. Trước khi tháo mắc cài thì tâm trạng của em thế nào? Thì cũng 2 năm gắn bó với nó thì cũng coi như là một cuộc hành trình ấy. Thì nó cũng có những cái nó hay, nó có những cái giai đoạn mà nó cũng hơi khó chịu một tí, và dần dần mình quen với nó, mình đồng hành với nó. Thì sau đến cái giai đoạn cuối thì chị cũng cảm thấy nó bình thường rồi, vì mình đã quen với nó rồi. Không kiểu không mong chờ là tháo giống như những ngày đầu nữa đúng không? Vâng, lúc đầu thì muốn nó cứ càng nhanh càng tốt, nhưng sau dần dần thì nó quen, nó cứ vào khớp cắn dần thì mình khi mà mình cảm nhận nó quen rồi, ăn khi mà mình cắn thì cảm giác nó dễ dàng hơn ấy. Nó cứ dần dần như vậy thôi. Nó cứ dễ dàng hơn thì khi mà mình cảm thấy đến mức độ nó thoải mái rồi thì mình không thấy nó khó chịu nữa. Đúng rồi. Thì chắc chắn là cái khó chịu do cái di chuyển răng hay do vít thì nó cũng vẫn có, nhưng mà nó ở từng cái thời điểm thôi. Đến cái giai đoạn cuối thì mình cũng thấy nó ổn định rồi. Thì bây giờ mình sẽ tháo mắc cài ra, thì nó có một cái giai đoạn nữa là mình rất là cần sự hợp tác của mình, đó là giai đoạn duy trì. Đấy, thì em sẽ cố gắng duy trì và tái khám định kỳ. Còn cái việc vệ sinh răng thì sau khi mình tháo mắc cài ra chắc chắn là em sẽ vệ sinh răng tốt hơn rất là nhiều hơn so với cái thời điểm mà mình có mắc cài hay là có dây chun ở trong miệng nha. Thế bây giờ chị tháo mắc cài cho em. Chào mọi người, mình là Đạt, thì hiện nay mình 25 tuổi, mình
đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Thì khi mà đến đây thì răng mình nó cũng không bị xấu lắm, nhưng mà nó bị lệch khớp cắn ấy. Nên là khi mà ăn uống và để cái tư thế thoải mái thì nó không được vào khớp nên cảm thấy nó hơi khó chịu một tí. Thì đấy là lý do mình đi niềng răng. Khi mà răng nó lệch khớp cắn thì cảm giác nó không thoải mái, nó sẽ rất là khó chịu khi mà ăn uống. Cái cắn thì nó sẽ không được đứt hết những cái thức ăn mà mình đưa vào ấy. Thứ hai là khi mà vệ sinh thì nó cũng hơi khó, vì nó có những cái khoảng mình khó có thể vệ sinh được ấy. Đấy, thì tiếp theo là về thẩm mỹ thì thực ra nó cũng chưa đến nỗi là quá, nhưng mà nếu mà sau khi cái kết quả niềng răng thì nó cũng ổn hơn nhiều. Cảm giác nó không thoải mái, sau đấy thì có tìm hiểu thì thấy là niềng răng thì nó giải quyết được những cái vấn đề đấy. Thì sau đấy thì cũng suy nghĩ một thời gian, thì chắc cũng khoảng mất độ vài tháng, thì tìm những cơ sở hay là tìm kiếm nhiều nơi để xem kết quả và cái quá trình nó như nào, sau đấy mới quyết định niềng răng. Mình niềng răng thì là từ cuối tháng 3 năm ngoái đến thời điểm này chắc là đúng khoảng 2 năm. Trong quá trình niềng thì giai đoạn ban đầu thì nó hơi khó khăn một tí, nhưng mà vì mình cũng xác định ban đầu là mình cũng đọc qua review lại xem nhiều video thì cũng thấy cái khó khăn, nhưng mà thực ra thì nó cũng không khó giống như là trên review trên mạng hay là tất cả những cái video mà mình thấy. Về ăn uống thì mình sẽ ăn uống nhẹ hơn, hay là vệ sinh thì mình mất thời gian nhiều hơn, có hôm vệ sinh mất khoảng độ 30 phút khoảng hơn đấy. Thì buổi tối hôm nào cũng mất khoảng thời gian như thế, thì mình sẽ phải xác định là mình sẽ bỏ nhiều thời gian cho nó hơn, chăm sóc hay là đi ăn uống thì nó cũng hơi ngại một chút giai đoạn ban đầu, nhưng về sau thì sẽ thấy nó dần dần nó giống như là một cái vật bên cạnh mình, nó giống như là một phần của mình, thì xong đấy thì cảm thấy nó thoải mái hơn, dần dần thì nó cũng thoải mái. Xong đấy thì khoảng 3 tháng sau thì mình quen dần với nó, cảm giác nó cứ dần dần đến cái giai đoạn mà gần tháo niềng rồi, mình vẫn thấy nó vẫn quen thuộc, nó không có gì là khó khăn cả. Nếu mà nói về sự thay đổi thì chắc là khoảng độ từ 4 tháng trở lại đi, 4 tháng đến 6 tháng cái giai đoạn đấy thì nó bắt đầu nó đỡ khớp khảnh dần và nó vào cái khung của nó. Thì sau đấy thì nó cứ di chuyển đều dần thôi, thì nó cứ nhẹ dần. Nó không đúng như kỳ vọng của bác sĩ, thì nhiều khi mình có thể là do cái công việc của họ nên cái thái độ mà cái cách truyền đạt mình cảm thấy nó chưa được hài hòa lắm. Sau khi niềng thì thực ra thì ban đầu mình chỉ mong đợi là nó sẽ khớp cắn nó đều, nó thoải mái, răng mình đặt cái vị trí thoải mái, nó không bị khó chịu. Thứ hai là ăn uống nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà sau khi mà niềng thì mình cũng thấy nó đều, thì mình thực ra mình cũng không quá kỳ vọng nhiều về cái mặt thẩm mỹ, nhất là nó chỉ cần ở cái mức độ tương đối trên trung bình là được. Nhưng mà sau khi niềng thì thực ra thấy nó cũng khác hơn nhiều so với cái giai đoạn niềng. Từ khi trước khi niềng đến sau khi tháo móc cài thì và khung mặt thì chắc là nó vẫn sẽ hao như vậy. Đến cái giai đoạn mới niềng thì nó hơi sút cân một chút, thì nhìn nó hơi buồn cười, vì nó sút cân thì nhìn mặt nó sẽ chưa quen. Sau đấy thì đến theo cái giai đoạn dần mà mình quen dần sau khi mắc cài thì mình ăn uống được lại và mình biết cách ăn uống phù hợp, nên sau đấy thì mình lại tăng cân lại, còn tăng hơn so với giai đoạn ban đầu. Đấy, thì xong cái khung mặt thì nó cũng sẽ hài hòa hơn. Tiếp theo về răng thì ngày xưa thì khi mà trước khi niềng thì răng nó cũng hơi khớp khảnh, thì mình cũng ít khi cười và mình cũng cảm thấy nó hơi ngại một chút. Thì bây giờ chắc là mình thấy nó cũng tự tin hơn một chút. Về mặt vệ sinh thì đấy là cái mà nó cải thiện nhiều nhất, vì khi mà vệ sinh răng thì cảm giác nó dễ hơn rất nhiều, thì nó không còn những cái khoảng tối thì mình vệ sinh nó không vào. Đấy, thứ hai là khi mà niềng thì mình cũng nhổ hết những cái răng khôn thì nó cũng giảm bớt những cái tình trạng viêm các thứ, mình cũng đi được vào các kẽ. Cái mà thay đổi nhiều nhất là trong cái quá trình niềng răng thì mình phải vệ sinh tỉ mỉ, thì từ đấy mình biết được cái cách mà nó đánh răng hay là vệ sinh nhiều hơn, mình chú trọng đến cái việc mà quan tâm đến cái việc vệ sinh hơn. Còn ăn uống thì tất nhiên là nó sẽ cải thiện rất nhiều. Sau khi mà tháo thì thực ra là ngày xưa mà khi niềng thì đẻ nó sẽ nhìn cảm giác nó rất là vướng, nó sẽ nếu mà nhìn từ xa thì nó sẽ nhìn nó hơi mất màu một chút, vì nó có niềng ở đấy mà. Đấy, nhưng mà mình cũng không tự ti lắm. Sau khi mà tháo thì mọi người thì nhìn qua thì mọi người cũng hỏi là tháo niềng à. Đấy, ví dụ vậy, vì nó có cái sự thay đổi, vì thực ra thì so với cái làn da của mình thì cái răng khi mà mình tháo xong thì tự nhiên nhìn nó sẽ
trắng hơn nhiều một chút ấy, so với cái khuôn mặt đấy, thì mọi người cũng sẽ nhìn được cái điểm đấy. Nếu về xét về mặt nhiều người băn khoăn nhiều nhất có nghĩa là chi phí, thứ hai là thời gian. Thì nếu mà chi phí thì bây giờ nó cũng sẽ có nhiều nơi, ví dụ như ở Nha Khoa Thủy Anh hay là có những rất nhiều những cái địa điểm khác mà hỗ trợ trả góp. Thì đấy, về riêng về mặt chi phí thì mình không cần phải quá bận tâm. Thứ hai là về mặt thời gian thì thực ra là mình nghĩ là 2 năm hay là 3 năm hoặc là dài hơn đi chăng nữa thì nó cũng chỉ, nó sẽ khó khăn giai đoạn ban đầu. Cái giai đoạn ban đầu mà mình muốn nhanh, mình rất muốn nhanh thì mình sẽ thấy nó khó khăn. Còn nếu như mà mình quen dần với nó, mình cảm thấy nó là một phần so với đời sống của mình, thì đến giai đoạn khoảng độ từ 6 tháng trở đi thì mình sẽ thấy nó rất là bình thường, nó cứ trôi qua từng ngày thôi. Đến khi mà phòng khám mà gọi báo mình là ngày mai đến khám, cứ 1 tháng một lần, thì đến khi mà khám thì mình mới ngỡ ra là đến hết 1 tháng rồi. Nhưng thực ra là nếu như mà mình quen rồi thì mình sẽ không để ý đến nó nữa. Thì đấy là hai yếu tố mình nghĩ là mọi người cân nhắc nhất. Còn riêng về đau thì chắc là mình nghĩ là thực ra là nếu mà điền sớm thì nó sẽ không đau, nhưng mà đến cái giai đoạn này 25 tuổi thì mình sẽ thấy nó, thực ra là nó chỉ khó chịu thôi, chứ nó không hẳn là cái cảm giác đau. Cái khó chịu mà mình chịu được, mình quen dần thì mình thấy nó bình thường. Thì đấy là về những cái khó khăn mà nếu như mà cân nhắc kỹ rồi mình xác định thì mình sẽ quyết định đi liền. Còn về bác sĩ thì mình thấy thì rất chi là hài lòng và yên tâm. Từ việc lễ tân hay là những cái bạn mà có bạn chăm sóc khách hàng sau khi mà mình đến chỉnh nha, mà mình có cảm thấy đau nhức gì không, hay là các bạn sẽ gọi hỗ trợ tư vấn đấy, đặt lịch. Ví dụ như là khi mà mình đến thì có các bạn lễ tân thì các bạn sẽ mời mình nước này, hay là sẽ báo mình ngồi chờ một chút. Thì nhiều khi là phòng khám cũng sẽ những cái giờ cao điểm sẽ bận, thì mình sẽ cũng nên thông cảm một chút, vì thực ra mình chờ khoảng độ 10-15 phút, nhưng bác sĩ người ta cũng phải làm việc khoảng độ 8-10 tiếng, có khi là nhiều hơn. Nếu mà chấm theo thang điểm 10 thì thực ra là nếu mà để 10 điểm thì hơi quá, nhưng mà mình nghĩ là sẽ để 9-10.